Theo đó, mỗi loại xe sẽ tăng trung bình thêm 9 đến 51 triệu đồng một xe. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT và được áp dụng cho các khách hàng nhận xe từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 trở đi. Riêng mẫu xe Camry 2.5Q và 2.5G được nâng cấp một số thiết bị an toàn nên đã áp dụng mức giá mới sớm hơn, kể từ ngày 4 tháng 7 vừa qua. Theo Toyota Việt Nam, việc ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh tăng tỷ giá cuối tháng 6 vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất kinh doanh, bởi hiện tại, việc nhập khẩu các phụ tùng và linh kiện lắp ráp đều phải thanh toán bằng tiền đô la Mỹ. Do đó, Toyota Việt Nam buộc phải điều chỉnh mức giá bán tương ứng lên trung bình 1,66% để bù đắp những chi phí sản xuất gia tăng. Được biết, lần gần đây nhất doanh nghiệp này điều chỉnh giá bán lẻ do tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng là từ đầu năm 2011.